phát hiện thi thể nam sinh lớp 9 dưới hồ, trên cầu có xe đạp và cặp sách. Sau nhiều giờ tìm kiếm, cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể của nam sinh lớp 9 phía dưới lòng hồ Hao Hao. Trưa ngày 6 tháng 4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa tìm thấy thi thể một nam sinh lớp 9 tử vong dưới hồ nước Hao Hao, xã Định Hải, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa. Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào hơn 18 giờ ngày 5 tháng 4, người dân đi qua cầu Hao Hao, bắc qua hồ Hao Hao thuộc địa phận xã Định Hải, thì phát hiện trên cầu có một xe đạp và cặp sách, dép của một học sinh, nhưng không có người. Nghi đã có học sinh nhảy cầu tự tử, người dân lập tức trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân và chính quyền địa phương, tổ chức cứu nạn cứu hộ, xác định vị trí nạn nhân bị đuối nước. Sau gần 12 giờ nỗ lực tìm kiếm đến 7 giờ 40 phút sáng 6 tháng 4, các cán bộ và chiến sĩ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2 đã tìm kiếm và trục vớt được thi thể của nạn nhân lên bờ, bàn giao cho công an thị xã Nghi Sơn, chính quyền địa phương và gia đình. Nạn nhân được xác định là em Lại Ngọc Hắc, sinh năm 2007, trú tại phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, học sinh lớp 9, trường tiểu học và trung học cơ sở Lương Chí, phường Hải Hòa. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.